Ok, chào các bạn nha. Hôm nay mình với anh Tý đang nói chuyện. Ok, lâu quá mình không có ra phim. Hôm nay chào các bạn nha. Mình với anh Tý đang đi mua chiếc xe. Tý có hẹn với anh ta và đang trên đường chạy tới. Này cũng là chiếc xe thường thôi, anh mua cho bộ sưu tập của anh thôi chứ anh không có chạy. Anh Tý chiếc đó chiếc gì anh Tý? Honda Shadow. Honda Shadow hả? Mấy phân khối? 1.100 à. Nhưng mà xe cũng không qua nỗi đông này. Xe mô tô mà. Chỉ cần cả cô mua coi như bỏ bộ sưu tập thôi phải không? Thủ hiệu 3 năm. À, Tý là chỉ có đi lúc nào qua, có phim bộ vậy nè. Lại có thêm 3 năm. Cái phim gì vậy Tý? Phim gì ạ? Ta chỉ là tiểu bình. Không biết tên luôn. Không phải là không biết mà quên tên. Tiểu bình. Hôm nay mình sẽ cho bạn biết là anh Tý anh đi mua xe, anh trả giá nha, vui lắm. Coi xe này nọ, mua xe của người ta đó chứ không phải vô hãng. Xe này anh Tý mới thay bộ bánh. Nó mà hiện đèn lên nhưng mà nó không có chớp chớp nên chắc anh Tý không biết có bỏ sensor không. Chắc cái này nó cũng không có làm cho anh Tý bận rộn mấy. Nó nổ lên hai cái đèn không sao hết. Còn cái nào mà cái đèn nó chớp hai đèn này là nó hiện đèn này nó không chớp không? Nó hiện thôi, it's ok, nên anh Tý chắc ok, khỏi anh thay sensor. Cái bánh 24 ở đây bị kìm thở xay vô cũng mệt. Dạ khỏi, gần dán băng keo đen luôn. Thôi khỏi cái này, ra khỏi cái này, nó cái đèn nó chắc nó không có làm cho anh Tý bận rộn mày. Ok thôi, bây giờ mình đang chạy tới đó cũng phải 30 phút, lát nữa tới rồi giờ quay tiếp cho bạn coi. Còn 1 phút nữa là tới rồi nha các bạn. Rồi, khu này nói chung cũng ok, không có gọi sang trọng gì lắm. Cái này gần downtown, gần thành phố đó, cho nên là nhà nó cũ vậy đó. Tý đang kiếm nhà. Người bán thì trên hình thì thấy Mỹ trắng đó. Không biết là có ra phải Mỹ trắng không hay ra Mỹ đen nữa. Mỹ trắng thì dễ điêu hơn. Đây, cái này là người bán. Hey, Sơn, nice to meet you, man. You too. Mỹ trắng này nhìn mặc đồ giống làm y tá quá. Chắc làm y tá. Ok, thấy xe rồi nha các bạn. Ok, anh Tý mua chiếc Honda Shadow Subaru này. What's that? 1800? Yeah, it's 1800. That looks too that's big. That's the one I just bought. Man, it looks cool. Big too. Like a T. Is it star? Everything star with? Yeah. Mới chạy được 20.000 mao rồi. Mình có bản số sau lái gì anh Tý? Có mà. Ý là nó cho lấy. Không sao đâu. Này xe của nó mới mua nè, chiếc này cũng is it Honda too? Yeah, this is a Honda VTX. Oh yeah, that's what it is. Chiếc này 1800 phân khối luôn, chiếc này bự quá. Chiếc này nó mới mua cho nên nó bán chiếc cũ. Vậy là phải ra North Horizon, phải coi lại cái
two bikes back in Minnesota. And you have title everything. Yep, I have the title. Ok, anh Tý đang đi sao giá. Sao mua Sơn hả? Sao hỏi em? If you want it, just buy it. And I don't know if you know much about Honda motorcycles, but they last yeah, forever. Yeah, they last long, yeah. Like the Harleys and stuff, they always break down and always are in the shop. These things, they run good. I just bought for my dad the Honda Shadow too, but like 750cc. Oh, the 750? Yeah. This is like a baby. Oh yeah, you definitely notice the power difference, that's for sure. Anh Tý đang suy nghĩ nha các bạn. Trả giá nó được không Tý? Thôi, nó nói giá là trả giá. Oh yeah. Mm-hmm. But yeah, it's never been laid down, never been in an accident. Mm-hmm. Chiếc này bự quá. Chiếc bạ chứ. I keep the owner for the... Yeah, the manual. How many keys you have? I just have one key. But they're you can go to any. Yeah, that's. Xe này có cái. Có cái này đẹp. Này đẹp. Thế à? Này không phải cầm. It's not nice and clean like that one, but she'll sparkle and shine if you put some polish on it. But I mean, I still think it's not too bad. Yes. So you keep them outside like that all the time? Yeah, I keep them outside. Okay. Yep. Ông chiếc này nhìn cứng khừ anh Tý. Ồ. Ngầu. Có điều ông bô hơi xét nè. 2004 chứ cái này. Này phải chịu thôi. For an 1100, it's pretty fast. I've had it going 1.5. That's it. 1.5 slow. not for a cruiser. Yeah, it's not like one of those car choppers where they'll do any you of just, those. You just walk your ball outside at the night time? No, I leave them both. So chiếc này right? Đẹp quá. They all stock, right? All stock, yep. In the winter time, I store it at my store. Yeah, at my dad's shed. Nó của Sơn hả? Em thích cái bánh xe. Bánh xe nó không có ống câm là đẹp rồi. Thôi quốc đi. Đợi gì nữa? Không quốc em quốc á. Ok, vậy là anh Tý đồng ý mua rồi. Nhưng mà một lát nữa anh phải lái chiếc này về. Mình lái chiếc xe của anh về tại không có ai lái về hết. Hơi căng rồi nha, tại không có đem áo khoác chứ là nón bảo hiểm gì hết á. Bên đây mua xe dễ vậy thôi á, hai người deal với nhau rồi bắt đầu nó ký vô cái giấy tờ xe, ta gọi là title á, rồi đưa cho anh Tý, ngày mai anh Tý ra anh Tý sang tên là xong. That's it. Tiền trao cháu múc. Ok, hiện tại bây giờ thì mình lấy xe rồi, mà anh Tý thì phải lái chiếc mô tô về, nên mình lái mình. Cái đường thì cũng khá là xa, khoảng 30 phút lái xe, mà anh Tý anh không có đem áo khoác. Hên là thằng Mỹ nó cho mượn cái nón bảo hiểm. Đây nó cho cái nón bảo hiểm cho em mượn nào mới trả. Đó, thấy ảnh chảnh không? Ảnh đang lái kìa. Mặc áo thủ môn lái luôn. Bệnh gì cử. Chiếc này thì chạy đầm lắm. Chiếc này chạy ok. Chiếc này 1100 thì chạy vang vang mà được easy. Sắp mưa,
không thấy xe nào ở ngoài đường á, ổng chứ không thấy nào chạy mô tô á, có một mình ổng chạy, ta tưởng ổng khùng hay gì. Lạnh thấy mẹ luôn, lát về teo hết. Ok, 25 phút lái xe thì bây giờ cũng sắp tới nhà anh tí rồi. Hên quá, ổng vẫn còn cầm cự được. Thấy sao anh Tý? Không có áo khoác lái được, lái ok không? Về tới nhà là mừng hơn bao giờ hết. Hồi nãy quên đeo cái mắt kiến. Vậy hả? Mà hai dằn vô mặt. Ừ, bụi đục hên quá. Hồi nãy có đoạn tới quốc lên 100 mai luôn á. Âu em chạy thì em thấy mà. Ok, mấy bạn thấy nhà này quen không? Ừ, 21 tập 8 lại thăm anh nữa ha. Rồi đó, anh mua về xong rồi anh dục vậy đó, rồi xong rồi đó. Thôi, không có đếm xỉa nữa. Coi như là chiếc xe này là vô kho rồi đó. Rồi thôi, hẹn gặp lại mấy bạn ở tập 8 nha. Bye. Mày thích gì? Mày thích gì? Thích gì, thích gì? Thích gì, thích gì? Thế mày thích, thế mày làm, cậu đèn lên tầm cho phép. Mày thích gì? Mày thích gì? Thì mày thấy, thì mày làm, cậu đem lên cho